Vương Phi bí mật sinh con, Tạ Đình Phong vội vã sửa di chúc, đâu là sự thật? Trên mạng xã hội Trung Quốc đang đăng tải bài viết khiến netizen đứng ngồi không yên khi nội dung tiết lộ tin đồn cực hot do truyền thông Hồng Kông chia sẻ. Theo đó, netizen kháo nhau thông tin Vương Phi đã hạ sinh tiểu công chúa cho Tạ Đình Phong. Tuy nhiên, điều đáng nói một nguồn tin khác cung cấp chi tiết đáng chú ý, Vương Phi lại đang trốn trong một bệnh viện dành cho bà mẹ và trẻ em ở Hồng Kông để sinh con. Trang thông tin này cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin, Tạ Đình Phong vội vã sửa di chúc của mình cho cô con gái mới sinh này. Trước đây, sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, tài tử họ Tạ đã lập quỹ để lại tài sản cho hai con trai. Cho đến khi Lucas và Quyên Tốt tới tuổi trưởng thành, số tiền lên đến 948 triệu tệ, hơn 3.100 tỷ đồng. Vậy nhưng, giờ đây nam diễn viên đã thay đổi di chúc sang cho con gái rượu. Thông tin này nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Vậy nhưng, giữa loạt thông tin gây hoang mang, báo chí Đài Loan lại có bài viết phản pháo. Họ khẳng định cặp đôi Tạ Đình Phong Vương Phi đã chia tay nhau cách đây nửa năm, tin đồn sinh con gái là sai sự thật. Cách đây không lâu, Tạ Đình Phong có lên tiếng chia sẻ quan điểm về tình yêu và cho hay anh không thể chịu nổi chuyện ngoại tình, tuy nhiên hoàn toàn không có ý ám chỉ Trương Bá Chi. Thời gian qua, mạng xã hội liên tiếp chia sẻ tin đồn về việc Tạ Đình Phong tái hợp Trương Bá Chi, có thông tin còn khẳng định rằng nam tài tử họ Tạ sau khi chia tay Vương Phi lại khao khát có cuộc sống gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Tuy nhiên, đây vẫn là những thông tin chưa được kiểm chứng. Dù luôn bị mang tiếng là người cha vô trách nhiệm, không đối hoài đến con cái, tuy nhiên thực chất Tạ Đình Phong luôn chu cấp tiền nuôi con đầy đủ. Tạ Đình Phong cũng quyết định tặng 1 tỷ tệ, tương đương 3.550 tỷ đồng cho Trương Bá Chi và hai con. Với những con số này, dân tình đặt câu hỏi liệu Vương Phi có ghen hay không. Từ trước đến nay, truyền thông luôn cố gắng khai thác việc cặp Phong Phi bao giờ kết hôn, liệu có ý định sinh con hay không. Trong khi đó lại thường xuyên đưa tin về việc tài tử họ Tạ muốn bù đắp tình cảm cho vợ cũ và hai con Lucas, Quyên Tút. Chuyện tình cảm rắc rối suốt một thập kỷ qua của bộ ba Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong, Vương Phi chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Vô số tin đồn trong giới giải trí rộ lên càng khiến cho mối quan hệ của ba người trở nên phức tạp. Thời gian gần đây, giữa lùm xùm chia tay Vương Phi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi lại bất ngờ tái ngộ, kéo theo nhiều diễn biến gây tranh cãi. Tạ Đình Phong luôn bị gắn danh là ông bố vô trách nhiệm, thậm chí anh từng không đến dự sinh nhật con trai. Trong các ngày lễ Tết, nam tài tử đều dành thời gian bên Vương Phi, cho đến khi cậu con trai Lucas ốm nặng, sốt cao, Tạ Đình Phong mới không thể ngồi yên, vội vàng đến thăm con và ở lại nhà Trương Bá Chi suốt 4 đêm liền. Tạ Đình Phong từng nhiều lần cầu hôn Vương Phi nhưng thất bại. Song việc tái ngộ và trở về bên Trương Bá Chi 4 đêm liên tiếp đã khiến tài tử họ Tạ tỉnh ngộ. Sau đó anh và Vương Phi đã có một cuộc cãi vã gay gắt tại khu bãi đỗ xe. Netizen hé lộ rằng nam diễn viên đã nói một câu: "Anh muốn một gia đình", nhưng Vương Phi tỏ ra thờ ơ lãnh đạm. Chính vì thông tin này mà người hâm mộ càng thêm tin tưởng vào việc giờ đây Tạ Đình Phong đã hoàn toàn hối hận, mong muốn bù đắp cho vợ cũ và các con một mái ấm hoàn chỉnh. Trên thực tế, cho tới thời điểm hiện tại, cặp đôi Phong Chi vẫn luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến, thậm chí là ủng hộ nhiệt tình về chuyện quay trở lại bên nhau. Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong từng là đôi trai tài gái sắc của showbiz. Khi scandal ảnh nóng của Trương Bá Chi và Trần Quán Hy nổ ra, Tạ Đình Phong tuyên bố tha thứ nhưng sau đó cuộc hôn nhân của cả hai cũng kết thúc. Quan điểm của Tạ Đình Phong làm dấy lên nghi vấn của cư dân mạng. Khi dư luận đang bàn tán xôn xao thì trên mạng xuất hiện một đoạn clip của phóng viên Chu Bì cho rằng Tạ Đình Phong không hề nói tới Trương Bá Chi trong đoạn clip mà do mọi người suy diễn mà thôi. Theo Chu Bì, Tạ Đình Phong cũng đang chuẩn bị tái hôn với Trương Bá Chi vào ngày 20 tháng 9 nên chắc chắn không phải anh ám chỉ người đẹp họ Trương. Chu Bì cũng cho biết Vương Phi hiện đang hẹn hò với một tiểu thịt tươi, cả hai có vô cùng ngọt ngào và thân thiết. Chu Bì cũng khẳng định Tạ Đình Phong và Vương Phi đã chia tay được nửa năm. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn tỏ ra hoài nghi về tính xác thực trong tiết lộ của Chu Bì. Mặc dù vậy, thông tin gần nhất về Vương Phi thì quả thật cô xuất hiện cùng một số nam thanh niên trẻ tuổi ở trong KTV, khu vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng thông tin của Chu Bì không đáng tin. Mối quan hệ tam giác giữa Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi và Vương Phi luôn là chủ đề nóng của cư dân mạng.